29 tỷ chỉ sau 3 ngày công chiếu sớm, vượt qua Wakanda Forever vươn lên đứng đầu top doanh thu phòng vé, trở thành phim hoạt hình có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. Có thể nói Weebu giờ đang là vua của mọi nghề, được xã hội trọng vọng, ra đường ngẩng cao đầu, chó nhìn sợ không dám sủa. Đó là thành tích của One Piece Film Red, phần movie thứ 15 trong cuộc hành trình bành trướng phòng vé của loạt anime đình đám nhất mọi thời đại, kéo dài 25 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. À, hình như là cũng đang có dấu hiệu dừng lại đi phải. Cảnh báo, video không có spoil, nên các bạn cứ yên tâm mà xem hết video này đi, rồi hãng quyết định có nên ra rạp hay không. Cơ mà nhỡ có spoil đoạn nào thì tôi sẽ cảnh báo tiếp. Đảo qua nội dung chính cho ai chưa kịp tìm hiểu hoặc ít nhất là xem qua trailer. Nội dung chính phần phim sẽ xoay quanh nhân vật Uta, được giới thiệu ngay từ đầu trong trailer là con gái của Shanks tóc đỏ. Mới nghe chi tiết này lần đầu thì tôi có thắc mắc, liệu Uta có giống như Ace, đứa con thất lạc của vị vua hải tặc Roger? Nhưng không, cô bé chỉ là con gái nuôi mà Shanks nhặt được trong cuộc hành trình cướp của người giàu chia cho người nhà. Uta trở thành thành viên của băng hải tặc tóc đỏ, cho đến khi biến cố xảy ra và cô bé phải rời băng để theo đuổi con đường âm nhạc. Biến cố là gì thì ra rạp để biết thêm thông tin chi tiết. Tôi sẽ không spoil ở đây. Nhiều năm sau, khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới, Uta ra mắt toàn bộ công chúng và gặp lại người bạn thời thơ ấu Luffy. Đến đây toàn bộ câu chuyện về quá khứ của Uta dần được hé lộ. Đan xem về đó là những bài học về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, tình đồng đội. Nha nha người người rủ nhau đi xem. Vậy lý do gì khiến One Piece tiếp tục thu hút người xem? Mặc dù tuổi đời đã gần 30 năm, có câu hỏi thì ắt hẳn phải có câu trả lời. Thành công của một bộ phim bao hàm rất nhiều yếu tố. Hãy cùng tôi giải mã sức hút của cơn lốc màu đỏ, thứ đã càn quét phòng vé tuần vừa rồi và cả tuần sau nữa. Lý do thứ nhất, một kịch bản đơn giản, dễ xem nhưng vẫn đủ sức hút. Một bộ phim muốn thu hút người xem thì cần phải có một kịch bản tốt hoặc marketing tốt đối với người Việt Nam. Nhưng thu hút được người xem vẫn là chưa đủ. Họ cần nhiều hơn là sự tò mò, họ cần chất lượng. One Piece Film Red có một kịch bản khá ổn áp. Đối với Movie Red thì đó là sự dung hòa giữa hai yếu tố, vừa giải trí tốt mà không bị rời xa mạch truyện gốc. Bộ phim có một chủ đề hợp thời, hay chính xác hơn là hợp thị hiếu của một bộ phim hoạt hình, nói về một nhân vật hoàn toàn mới với một sức mạnh hoàn toàn mới, mang một quá khứ nhiều mất mát với mục đích duy nhất là thay đổi thế giới. Một hướng đi quen thuộc. Vậy tại sao tác giả lại chọn hướng đi này? Vì với hành trình dài như vậy, kịch bản gần như hướng đến những người đã từng đọc manga hoặc xem anime, hoặc ít nhất là biết đến bộ truyện. One Piece đang ở thời điểm mà những movie sau và cả phần truyện chính, tác giả chủ yếu tập trung vào các nhân vật mới và những nhân vật cũ có tiềm năng khai thác, như Sanji trong arc đảo bánh hay Zoro trong arc Wano Quốc. Và dự là những chap tiếp theo của bộ truyện sẽ hướng đến một nhân vật quan trọng là Shanks, nên việc xây dựng một nhân vật tiền đề như Uta là vô cùng hợp lý. Thay vì làm vài chap truyện để dẫn dắt kể lể lại quá khứ, thì tác giả làm hẳn một phần movie cho nó hoành tráng. Một nước đi khá thông minh của biên kịch. Một điểm cộng nữa cho kịch bản là theo sát nguyên tác, tuy nhiên lại vẫn khiến cho người xem mới của bộ truyện không bị lạ lẫm, từ nhân vật cho đến bối cảnh. Túm lại là trong những arc gần nhất có những ai hoặc hoàn cảnh như nào thì gần như đều có trong movie. Lý do thứ hai làm nên thành công của One Piece Film Red đó là âm nhạc, thứ được coi là món ăn chính của movie lần này. Một bộ phim về âm nhạc đúng nghĩa, với tracklist cực cháy, trải dài từ J-pop cho đến rock, rap, được phân bổ từ đầu đến cuối, đúng chất một buổi concert của idol Uta. Đây có lẽ là điểm mới lạ của movie Red so với những phim trước, sử dụng âm nhạc để kể chuyện. 7 bài hát tượng trưng cho 7 cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật chính. Mỗi bài hát lại mang một âm hưởng và sức hút khác nhau, thể hiện gần như toàn bộ cảm xúc của nhân vật chính Uta. Âm nhạc trong phim Red là thứ dẫn dắt cảm xúc rất tốt, vì cách thể hiện có phần mới lạ nên nội dung cũng có nhiều chiều sâu hơn hẳn. Nếu chỉ nói về phần âm nhạc và cách thể hiện thì có thể nói đây là phần phim giàu cảm xúc nhất của One Piece từ trước đến nay. Không giống như Wakanda Forever, khán giả có nhiều cái để khen hơn ngoài âm nhạc. Đó là khoản hình ảnh của phim, hình ảnh rất được đầu tư. Màu phim bắt mắt, trang phục chủ đề của băng mũ rơm đẹp, ngầu hết nước chấm. Ngoài ra những cảnh hát hò của Uta cũng được tận dụng thêm CGI, được dựng 3D nên trông rất mượt. Và nếu bạn là một fan của dòng anime thể loại shonen, đang mong chờ những màn combat đổ đinh đổ chua như ở phần movie Strong World và ra rạp để xem Gomu Gomuno ngắm nhìn Luffy bật Gear 6, thì One Piece Film Red sẽ ở mức tạm ổn thôi. Những phân cảnh phô diễn sức mạnh và đánh đấm các thứ thì không có nhiều, ít nhưng chất lượng vẫn đâu ra đấy. Trận combat tổng luôn là thứ được mong chờ nhất, thế nên không có chuyện đánh nhau dàn trải từ đầu đến cuối quá nhiều trong cái movie lần này, mà sẽ là một trận tổng lực ở cuối phim, một màn collab cực cháy của hai chú cháu nào đấy mà tôi sẽ không tiện nói tên. Đó là những điểm cộng, những lý do làm nên con số 29 tỷ doanh thu trong 3 ngày của One Piece. Còn sau đây là một vài điểm trừ. Cái gì nhiều quá cũng thành không tốt. Đó là điểm trừ thứ nhất, hát hò hơi nhiều. Những ca khúc trong phim rất hay, ca sĩ thể hiện rất đúng tinh thần của bài hát. Mỗi tội thời lượng nó bị dày đặc quá. Nửa đầu phim những bài hát không có sự khác biệt, cứ thế nối tiếp nhau. Những cảnh hát hò trong phim có thời lượng lên đến phải 40 phút. Các bạn không nghe nhầm đâu, là 40 phút. Trong khi đấy tổng thời lượng cả phim có 115 phút. Không khác gì một phim hoạt hình công chúa Disney. Tuy nhiên nhiều luồng ý kiến cho rằng lý giải cho việc movie lần này hát nhiều là do bộ phim lấy bối cảnh của một buổi concert, nên việc âm nhạc giữ vai trò quan trọng chiếm nhiều thời lượng là điều dễ hiểu. Nhiều fan không hài lòng với movie lần này,
cũng có thể do họ đã quen với format của những phần phim trước, một nhân vật phản diện mới, những trận combat giữa Luffy cùng đồng đội chiến đấu, cho nên dòng phim âm nhạc mang nhiều cảm xúc như Movie Red còn nhiều lạ lẫm. Ngoài vấn đề về phần hát hò chiếm sóng hơi nhiều, thì One Piece còn có một điểm trừ nữa, đó là những cảnh đánh nhau và phần hiệu ứng có phần chưa ổn. Những trận combat ngoài việc hơi ít, thì một vài cảnh còn hơi lộn xộn và khó nhìn. Cụ thể là ở cảnh combat cuối cùng với tranh tóc đỏ, một vài cảnh hát hò của Uta cũng vậy. Những lớp hiệu ứng hơi dày dẫn đến bị chồng chéo lên nhau. Không nhiều đâu nhưng vẫn đủ để người xem để ý đấy. Còn để mà so sánh với con Dragon Ball Super Super Hero ra rạp dạo gần đây thì còn kém lắm. Nói thế để mọi người hiểu được phần nào chất lượng của movie One Piece lần này. Điểm trừ thứ 3 trong phần phim này đó là fan service. Tôi xin cảnh báo spoil từ đoạn này. Có quá nhiều nhân vật được xuất hiện trong movie Red, tuy nhiên lại được phân bổ đất diễn không đồng đều dẫn đến nó cứ bị khó hiểu á. Vâng, một vấn đề muôn thuở của One Piece rồi. Quá nhiều nhân vật. Đầu tiên phải kể đến một trong những nhân vật chính, Shanks tóc đỏ. Mặc dù tên phim là One Piece phim Red, nhưng thời lượng xuất hiện của Shanks lại không bằng cô con gái Uta. Ngoài ra còn có Jinbe, thành viên mới nhất trong băng, nhưng mà lại không có vai trò gì nhiều ngoài việc xuất hiện trong những cảnh đánh đấm cuối phim. Nhân vật mà tôi thấy fan service nhất có lẽ là Katakuri. Đoạn đầu úp mở rất chi là bí ẩn. Những dấu hiệu cho thấy đây là một nhân vật sẽ bùng nổ ở phút cuối, nhưng không, chả có gì xảy ra. Rồi thì chính quyền thế giới, hải quân, một vài thành viên cốt cán của CP, tất cả đều xuất hiện thoáng qua và chỉ có một mục đích duy nhất là hút fan. Ngoài ra thì cái phim này flashback hơi nhiều nhá, kể lể hơi nhiều đó. Biết là nhân vật mới, flashback là không thể thiếu, nhưng mà xem nhiều cũng phải thấy cấn chứ. Các phân cảnh được sắp xếp hơi thiếu trật tự, nhiều lúc cứ cắt cảnh ở những chỗ không nên cắt, nên nếu bạn khó tính thì sẽ hơi bị tụt mút khi xem. Đang hát hò cao trào hoặc là đang combat rất là cao trào thì búp một cái quay về quá khứ, rất chi là cồng kềnh. Đối với một fan One Piece thì đây là một trải nghiệm ở mức tạm ổn, vì sẽ có bạn đi xem phim vì có Shanks, mà Shanks thì lại hơi ít đất diễn. Nội dung thì cũng đơn giản, không có gì khiến người xem phải wow, trầm trồ kinh ngạc các thứ. Cũng có những người đi xem phim vì combat đánh đấm, tưởng sẽ được xem những trận đánh nhau hoành tráng giống như những phần phim trước, thì cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Vì như đã nói thì 40 phút hát cơ mà. Đánh giá tổng quan thì đây là một bộ phim mà cũng được, không tệ quá mà cũng chả hay quá. Vậy nhưng ai có thể xem One Piece phim Red? Tất nhiên rồi, thứ nhất, fan One Piece. Có một vài bạn hỏi tôi, thực ra cũng chả có ai hỏi. Tôi tự nghĩ ra câu trả lời để nếu có ai có cùng thắc mắc thì còn tham khảo. Ai đó một, át ơi, mình mới đọc truyện đến hết arc đảo bánh thì có xem được phim không? Có nha, vì phim chiếu đến đâu sẽ có giải thích đến đấy, không có quá nhiều tình tiết mới nên hầu như là vẫn hiểu được. Còn để đảm bảo thì tôi khuyên nên đọc hết đoạn Luffy combat với Kaido rồi đi xem là ok nhất. Ai đó hai, thế những người từ bé chỉ có xem Conan, bây giờ đi xem FOMO để giải trí thì có được không? Cái này thì không nhá, vì đây không phải hoạt hình Disney, nên nó cần sự hiểu biết sơ lược về hệ thống nhân vật và sức mạnh của các phe phái trong manga anime thì mới có thể trải nghiệm được một cách trọn vẹn. À quên, còn after credit, một lưu ý cực lớn là các bạn hãy nán lại để xem hết after credit, vì đó là một chi tiết cực kỳ quan trọng sẽ dẫn đến hồi kết cuối cùng của One Piece. Phải nói tác giả đã rất khéo léo khi cài cắm nó vào movie lần này. Một chi tiết xuất hiện rất đúng thời điểm, thứ đã gắn liền với băng mũ rơm trong suốt cuộc hành trình từ đầu đến giờ. Một thứ gắn liền với mạch truyện chính, khiến người xem phải vắt óc suy nghĩ xem tôi đang nói đùa hay nói thật. Và ngoài việc giỏi búp sức mạnh cho nhân vật chính, phía nhà sản xuất còn cực kỳ giỏi búp doanh thu phòng vé đến mức cao nhất, hút máu anh em đến chết khi cho ra mắt hàng loạt ấn phẩm đi kèm, với cuốn sketch mang tên Vôn 4 tỷ được tặng kèm khi xem xuất chiếu sớm, và cuốn photobook Uta nếu xem xuất chiếu từ ngày 25. Đấy lại thêm một lý do để mà ra rạp nữa rồi. Đi xem phim lại còn có quà mang về, rồi ôi. Và đó là những thứ hay ho và không hay ho của One Piece phim Red mà tôi tổng kết được. Tôi đánh giá Thousand Sunny trên cánh tay trái của Shanks. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.